Sau thành công vượt sức tưởng tượng của mùa đầu tiên, Rap Việt trở lại mùa thứ hai và ngay từ những vòng casting đã tạo được sự chú ý vì những nhân tố mới lạ để kích thích. Đến nay, vòng đối đầu của bốn đội đã khép lại và chuẩn bị bước vào đêm thi đầu tiên của vòng bứt phá. Trong đó, không thể không nhắc đến những bóng hồng đã tạo nhiều dấu ấn trong suốt những tập phát sóng vừa qua. Ba cô nàng giành được tấm vé đi tiếp đó là Sai đi team Karik, DJ team Kwakwi và Kheo Ly team Bin. Trước khi đến với sân chơi âm nhạc lớn như Rap Việt, Sai đi tên thật là Tiên Ngọc Diệp vốn không phải là gương mặt quá xa lạ. Nữ rapper từng tham gia vào một nhóm nhạc chuyên trình diễn theo đuổi thể loại rock mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau khi cả nhóm tan rã, cô nàng vẫn tiếp tục hoạt động solo và dần chuyển hướng sang thể loại R&B, hip hop. Tên tuổi của Sai đi càng được biết đến nhiều hơn kể từ sau khi đăng ký tham gia Rap Việt mùa 2. Ngay từ vòng casting khu vực miền Bắc, nữ rapper đã nhanh chóng vượt qua vòng tuyển chọn gắt gao để trở thành một trong số ít thí sinh nữ được xuất hiện ở vòng chinh phục. Sau khi trình diễn tiết mục mang tên Bánh Cuốn với tuyên ngôn về nữ quyền dựa trên nền nhạc gốc Bánh Trôi Nước, Sai đi đã được huấn luyện viên Kazik, người duy nhất đạp nút chọn về đội của mình. Khán giả nhận xét cô gái 21 tuổi này có một chất giọng rất nội lực, lâu cao cùng cá tính vô cùng mạnh mẽ, khiến nhiều người liên tưởng đến đàn chị Kim Mi. Ở vòng đối đầu, Sai đi được ghép cặp cùng hai thí sinh khác là Si Chen và Sang Hao. Bộ ba này đã cùng nhau trình bày ca khúc Jamma Sit Ta Cực Cháy trên sân khấu. Kết thúc màn so găng, Si Chen là người được Kazik lựa chọn đi tiếp. Sau đó, Sang Hao may mắn được Bin tung nón vàng ra cứu. Điều đó đồng nghĩa với việc cô nàng Sai đi bị đẩy vào trận giải cứu cùng những gương mặt khác là Mai Âm Nhạc, Hai Can và Khiu Lích. Cũng chính ở vòng này, sau khi các thí sinh lần lượt thể hiện khả năng rap duy tai của mình, Sai đi gây tranh cãi trên cộng đồng mạng khi được Kazik chọn đi tiếp dù không nhận được phiếu bầu nào từ hai vị ban giám khảo và các huấn luyện viên còn lại. Trong khi đó, Hai Can có tới 3 bình chọn nhưng vẫn bị loại. Dù vậy, cô nàng Sai đi cũng thành công tiếp tục đồng hành cùng Kazik bước vào vòng 3. Tiếp đến là Đặng Thiên Minh, cô nàng cá tính DJ của team Kwakwi, nữ rapper 20 tuổi có ngoại hình khá tây và đang làm người mẫu tự do. Ngay từ khi bước lên sân khấu, DJ đã tạo nên sức hút riêng biệt. Thậm chí, nhiều netizen còn cho rằng nhan sắc của nữ rapper có nét tương đồng với một streamer nổi tiếng. Ngoài gương mặt xinh đẹp, cô nàng sở hữu một vóc dáng thon thả cùng phong cách thể trang cá tính. Trong vòng đối đầu, Kwakwi đã chứng minh khả năng ghép cặp thí sinh hài hòa giữa các chiến binh đội mình. Với thông điệp ý nghĩa cùng giai điệu cuốn hút, bản rap Một Món Quà của DJ và Pháo đã thật sự chạm đến cảm xúc của khán giả. Ở tiết mục này, DJ với lối rap linh hoạt và phần lyric ý nghĩa thực sự khiến người nghe phải nổi da gà. Phần trình diễn thăng hoa của cặp đấu khiến khán giả nhớ tới cảm xúc và âm hưởng, năng lượng của Rap Việt mùa đầu tiên. Thậm chí MC Trấn Thành còn phải bật khóc với tiết mục này. Nhận xét về phần thể hiện của DJ, Bin cho biết lần này mạch cảm xúc trong bài hát em đã đạt hài hòa. Những đoạn nhanh chậm đạt đúng chỗ và nó thực sự lợi hại hơn gấp trăm lần. Em đã trở lại như một con phượng hoàng rực rỡ. Kết quả cuối cùng của màn đối đầu, DJ với phần trình diễn hoàn hảo thể hiện trọn vẹn hơn đã giành chiến thắng và đi tiếp vào vòng 3. Là đội cuối cùng hoàn thành phần thi đối đầu, Bin đã lựa chọn kết hợp 3 thí sinh có màu sắc cá tính âm nhạc màu sắc và có phần nghịch ngợm để mở màn cho trận đấu, gồm Dikit, Phi Thăng và Kheo Ly. Cả ba đã đem đến một tiết mục mở màn cực sôi động mang màu sắc âm nhạc bắt tai và rất trend. Họ đã hoàn thành phần thể hiện của mình như những nghệ sĩ thực thụ. So với vòng chinh phục, Kheo Ly được nhận xét đã tiến bộ hơn rất nhiều. Cô nàng kiểm soát melody rất tốt trong phần thi của mình. Huấn luyện viên Jam cũng dành lời khen cho nữ rapper nhỏ tuổi. Jam bị ấn tượng ngay từ khi Kheo Ly cất giọng. Giọng Kheo Ly rất hợp autotune, nó tạo cho em một màu sắc âm nhạc rất độc đáo. Kheo Ly cũng rất tinh tế trong việc chọn từng nốt, kể cả những nốt bè để lâu cùng hai thí sinh còn lại. Dù cả ba thí sinh đều rất tốt, nhưng người chiến thắng chỉ có một. Kheo Ly là người trình diễn trọn vẹn nhất, đã trở thành thí sinh đi tiếp vào vòng 3. Ba bóng hồng của ba vị huấn luyện viên Rap Việt, mỗi thí sinh đều mang một phong cách riêng. Chính vì cá tính mạnh mẽ pha trộn sự nữ tính cùng với ca từ dứt khoát và đáng suy ngẫm đã giúp cô nàng Sai đi chinh phục thành công huấn luyện viên Kazik, mặc dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Với DJ là nữ thí sinh có cá tính mạnh cùng với sự sâu sắc từ cuộc sống. Bên cạnh đó, ngoại hình của nữ rapper này cũng là một điểm sáng hứa hẹn sẽ đem lại màu sắc mới trong vòng bứt phá tới đây. Kheo Ly, thí sinh nhỏ tuổi nhất của mùa Rap Việt năm nay, thể hiện rõ sự tự tin vốn có của bản thân. Dù không phải là thí sinh có kinh nghiệm chơi rap lâu năm, nhưng với những kỹ năng âm nhạc sẵn có cùng sự dìu dắt của Bin, khán giả có lẽ cũng đang trông đợi cô nàng sẽ bứt phá và thể hiện hết tài năng bản thân ở vòng sau. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay hãy đăng ký và bấm chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ chương trình nhé.